năm 2023, thành phố Cần Thơ dành hơn 823 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,32%, tương đương giảm 726 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Để đạt được mục tiêu trên, 80% người có khả năng lao động có nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ duy trì và nhân rộng 33 mô hình giảm nghèo, tối thiểu 400 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo, được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp và kết nối việc làm thành công. Thành phố cũng tập trung thực hiện các dự án thành phần về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, truyền thông và giảm nghèo về thông tin.